Tiếp theo các em hãy bình tĩnh lắng nghe câu hỏi rất đơn giản. Ngày nghỉ chúng ta đi chơi các khu công viên rất đẹp. Các em cho biết thật ngắn gọn, công viên là gì? Xin mời. Dạ thưa thầy, công viên là nơi xảy ra những mối tình nghiệt ngã, hay còn gọi là tình yêu và giật thảm, và cuối cùng là dẫn đến bệnh viện phụ sản. Thầy, em khoái đi chơi công viên lắm đó thầy. Vô đó coi đã luôn, về nhà khỏi coi phim. Em gái này có óc quan sát, tại sao em lại bấm chuông chậm mà trả lời sao không vậy? Ít điểm lắm, cố gắng bấm chuông nhanh lên đi. Không phải chậm đâu thầy, em nhường cái thằng ôm mà chứ không phải nó chọt lét em hoài à. Tại sao lại chọt lét bạn? Trời ơi, em tưởng nhầm cái nách của nó mà tưởng của em. Trời ơi, của ai là của người đó chứ tại sao của người ta mà là tưởng của mình? Dạ, hiểu dạ. Nghe tiếp đi nè em ơi, để tay ngay chuông, thầy hỏi xong bấm cho lẹ, có thầy nó không dám làm gì đâu. Em không được đụng chạm với người của người ta. Để tay ngay chuẩn bị. Các bạn, các em thân mến, ngày nay Việt Nam chúng ta xuất khẩu lúa gạo đứng hàng nhất nhì trên thế giới. Các em hãy cho biết, tại sao cây lúa khi bón phân thì lớn nhanh hơn là không có bón phân? Trời, trả lời đi. Dạ, thưa thầy, câu này tại thầy suối em bấm chua